sai hả? Hay là phạm pháp? Không sai cũng không phạm pháp. Nhưng ý của tôi khi rủ anh đi ăn trưa ấy là sẽ ăn nhà hàng, ngồi uống rượu vang. Đường đường là một giám đốc như anh mà lại tiếc tiền với tôi à? Em nói sai rồi. Anh không tiếc tiền với em. Anh cũng không hiếu tiền. Nhưng trước tiên em muốn thay vị trí của vợ anh thì em phải trải qua những việc cực khổ như vợ anh đã từng trải qua với anh. Nếu anh muốn như vậy ấy, thì về nhà ăn cơm với bà vợ già của anh đi. Tốn thời gian. Anh mua cơm rồi nè. Dạ.